Vâng, và chào mừng toàn thể tất cả các khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của siêu thị xe tải An Sương. Và mình là Tuấn Kiệt, chuyên viên tư vấn bán hàng. Thì ngày hôm nay là có một cái nhân dịp đi ra ngoài trời thì có một cái chiếc xe cái màu sắc rất là đẹp muốn giới thiệu đến tất cả các khách hàng. Thì sẵn tiện đây thì muốn gửi đến tất cả các khách hàng luôn. Thì nói chung là cái dòng sản phẩm này nó không còn xa lạ đến quý khách hàng rồi. Cái dòng Vanguard thì nó đã có cái lượng khách hàng nhất định trong cái thời gian mà từ khi về Việt Nam và cho ra mắt An Sương vào năm 2021 trước đó. Thì đây là cái dòng phiên bản mà Kiệt muốn gửi đến tất cả các khách hàng ngày hôm nay. Đây là cái phiên bản mà gách 6 chỗ mà được hoán cải từ cái dòng gách bớt 17 chỗ, hiếm hoi còn sót lại vài xe thôi đó. Thì hy vọng là trong cái video này quý khách hàng nếu mà có xem xe thì có dự định thì chốt luôn giúp bên mình, tại vì hiện tại số lượng xe nó còn nhất định, bởi vì là sau năm 2022 là nhà máy GAT đã xây dựng nhà xưởng và đã lắp ráp các dòng sản phẩm SKD tại thị trường Việt Nam, và từ 2022 trở về sau thì xe GAT sẽ là những phiên bản lắp ráp SKD thôi. Rồi đây là phiên bản mà nhập khẩu đời 2019 còn sót lại đối với cái dòng sản phẩm GAT van như thế này. Đó, thì đây là một cái đơn vị mà cũng kinh doanh trong cái lĩnh vực là vận tải logistics thôi. Đó, họ sơn một cái màu sơn đặc trưng để quảng bá thương hiệu cho cái đơn vị kinh doanh của họ. Thì cái xe này thì chủ yếu là ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cái màu sơn này cho quý khách hàng có thể nắm thêm thông tin thôi. Thì ngoài việc mà bán các dòng sản phẩm màu cơ bản như nhà máy nó có, thì bên mình vẫn là sơn màu theo yêu cầu của khách hàng và làm phiếu hoán cải. Đó, thì cái xe này nguyên bản của nó chính là cái dòng GAT bus 17 chỗ, nhưng mà bên mình đã làm phiếu hoán cải thành 6 chỗ để quý khách hàng có thể là thuận tiện đi vào thành phố, không bị cấm giờ cấm tải, để vừa chở hàng hóa của mình và cũng thể là vừa có chở người. Nó phù hợp với các đơn vị, ví dụ như là mình chở các kỹ thuật, kỹ sư đồ nè, mình đi công trình, và thêm cái nữa là vừa có thể là chở các máy móc kỹ thuật đó, để phục vụ cho cái việc sửa chữa của bên mình đó. Thì đây chính là cái khoang hàng của cái dòng GAT van 6 chỗ được hoán cải đây đó. Thì cái sản phẩm này á, là mình đã có một cái bài đánh giá rất là chi tiết ở trên kênh siêu thị xe tải An Sương rồi. Ngày hôm nay thì mình cũng giới thiệu sơ ngang để quý khách hàng nắm thôi đó. Thì đối với cái dòng 6 chỗ này á, thì được bên mình hoán cải là với kích thước khoang hàng á, và thể tích chở hàng á, lên đến là 11 khối đó. Về chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là chiều dài lọt lòng đó là 2m91 và chiều cao là 1m9 đó. Thì đây là cái kích thước bên trong của cái khoang hàng, thì mời quý khách hàng có thể là xem. Mà mình đi xem bên hông xem như thế nào. Đấy, thì xe này nếu mà ra cà vẹt thì nó cũng màu cam luôn các bạn. Và như tất cả các quý khách hàng cũng đã tìm hiểu thông tin trước đó, thì cái dòng sản phẩm Vanguard này á, nó sở hữu khối động cơ Cummins máy dầu có turbo tăng áp. Thì đây là cái khối động cơ mà mình đánh giá về khả năng vận hành rất là cao. Ở khả năng là cái thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu, cái thứ hai là độ bền, và cái thứ ba là moment xoắn cực đại cao, khỏe. Với dung tích xi lanh là 2.7 thì nó đảm bảo cho quý khách hàng có thể vận hành và di chuyển linh hoạt trong nội ô thành phố. Đấy. Thì cái động cơ nó sử dụng động cơ Cummins của Mỹ. Đây là cái động cơ nhập khẩu, và Cummins là cái hãng hầu như là chuyên sản xuất cái động cơ cho các hãng xe cũng như là đơn vị đóng tàu lớn trên, không nói riêng về thị trường Việt Nam và cả thị trường thế giới. Và tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu về cái khoang nội thất của cái dòng sản phẩm này. Thì để mà hoán cải thành 6 chỗ thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khoang ở phía sau trước. Cái khoang phía sau sẽ có bố trí về chỗ ngồi như thế nào. Thì đây là cái điểm cũng rất là thích, mình đã có đánh giá trước đó rồi. Thì đây là cái bậc thềm mà khi mà hoán cải thì vẫn giữ nguyên cái bậc thềm để lên xuống cho quý khách hàng. Đây là bên trong cái khoang ngồi, cái khoang hành khách của cái dòng GAT 6 chỗ. Thì ở phía sau thì được bố trí là 3 chỗ ngồi đó. Cái vách thì được nhà máy và gia công rất là chắc chắn, tỉ mỉ. Thì vách này được làm bằng inox đó, inox dập lá me. Ngoài ra thì ở đây cũng giữ nguyên lại một số cái phần loa nè, và cái máy lạnh ở khoang
khoang hành khách phía sau đó. Thì tiếp theo đó là chúng ta sẽ lên về cái khoang cabin ở trên. Thì cái khoang cabin ở trên đó thì rất là đặc trưng của Grab rồi, không có gì thay đổi. Có bố trí một cái màn hình để chúng ta có thể là giải trí đó. Ví dụ như là các bác tài có thể là kết nối Bluetooth nghe đài. Và đây là cái màn hình. Cái ưu điểm của cái dòng sản phẩm này á, thì nó là cái được thêm bố trí á, là quý khách hàng mua cải tạo khoang cải 6 chỗ á, thì nó sẽ được cái máy lạnh ở khoang hành khách phía sau đó. Cơ bản á, thì sản phẩm thì có ABS, cruise control đó, trợ lực lái thôi. Thì những cái bài phân tích trước đó thì mình đã có cái giới thiệu rồi. Và thêm cái nữa là cái gương thì được chỉnh điện nè đó, gương thì chỉnh điện. Rồi một số cái giới thiệu nhanh của mình về cái dòng sản phẩm này, và mình sẽ tổng kết lại để quý khách hàng có thể nắm một số cái ưu điểm mà quý khách hàng nên đầu tư cái dòng sản phẩm này đó. Cái thứ nhất là dòng sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Nga, thì cái khả năng đồng bộ trong sản phẩm nó cao là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sản phẩm được khoán cải thành phiên bản tải van với tải trọng là 900 kg, thì có thể là di chuyển vào nội ô thành phố không bị cấm giờ, cấm tải. Và cái thứ ba là có thể là vận chuyển đa dạng các loại hàng hóa, vừa chở người vừa chở khách đó. Cái thứ tư là quý khách hàng cũng có thể là độ mobile home để đi du lịch đó, và phù hợp rất nhiều với các đơn vị vận tải, vận chuyển, logistics. Ví dụ như là chở chăn ga gói nệm, chở hàng nội thất, chở hàng điện máy, chở thuê, chở mướn, tất cả đều có thể là chở trên cái con xe van gas này đó. Và cái thứ năm là về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 8,5 đến 9 lít cho 100 km vận hành. Và tiếp tục một ưu điểm nữa chính là đối với các dòng xe nhập khẩu như thế này thì hệ thống ngân hàng hỗ trợ rất là cao, lên đến 80% giá trị xe đó. Đó là tổng hợp những cái ưu điểm mà mình muốn gửi đến tất cả quý khách hàng ở cái dòng sản phẩm van gas này. Thì hy vọng là sẽ có thêm một cái nhìn thực tế hơn về cái sản phẩm van gas. Thì nếu mà trong dịp sắp tới á, thì cái dòng sản phẩm van gas đời 2022 về á, thì mình sẽ có một cái bài đánh giá và so sánh giữa cái dòng van gas 6 chỗ hoán cải này và cái dòng van gas 6 chỗ đời 2022. Thì hy vọng video đó sẽ gửi đến sớm cho tất cả quý khách hàng có sự tham khảo thêm. Thì video cũng khá là dài rồi, hy vọng là quý khách hàng thích thì để lại like, share, nhấn nút đăng ký kênh để có thể là trải nghiệm những video tiếp theo của siêu thị xe tải An Sương. Và mình là Tuấn Kiệt, xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.